Đi đưa thứ hai đã. Đi đưa thứ hai thế không ạ? Quá mà thế không đói à? Tối thì sao mà đại đụng á, kiểu đường chạy được 6 thôi, chạy được 6 mới khóc nghe về đó. Năm đôi chiếc thầy về đó, thầy mà mặc ông về anh về thì trong đấy cúi heo là dành qua lại cái hàng.
hàng có mà hàng quá thì thôi là quán đôi già quan tâm bảy chín mười bảy tám chín mười bài không vô được đến bài gì vậy nhà quán đôi già là sai. Không qua được mình đâu mà. Hết. Thấy anh nhỉ, khí được cái. Không. Ngồi đồng dạo. Sợ quá trời. Con em xấu anh nắng rồi. Chỉ muốn đương đuổi nhau như này. Đại lộ thôi, năm rưỡi luôn. Muốn ngồi với anh gì? Ba bốn, sao? Dữ. Ba cái ngay luôn. Ủa, ai muốn làm gì vậy? Ai nhấn đụng á? Không, em không biết.
Đâu em nói đâu bác này. Anh nói bác này rất là điểm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sao quýnh vậy? Sao bên này gần với hai nữa đúng không nhớ không? Không có đi. Đi nào. Mẹ không heo mà không có lông nhát cái này. Ở vậy ba luôn nhát. Dạ đâu có chạy à mẹ ơi. Ba không có được. Mẹ không có được rồi. Ba cũng chạy cái đâu. Không cái cây đi. Dạ. Mà đâu có cây đi chạy. Mà đi. Đổ tay kìa. Đi cái bài đi kìa. Mày có hút quá đâu. Anh chị không ăn tôi có hút quá đâu. Tốt cho đúng đúng mà. Ủa, chơi. À, trước đi, để 5 phút đi. Chơi trước đi, chơi trước đi. Ê, vừa thắng ấy. Thắng Liêng hả? Ừ. À, nhiêu? 2 triệu. Chơi lớn xem chuyện ông chơi. Thế 20, 40 chứ. Mà tố kinh đấy. Thì anh em cũng thắng mà, cũng người thắng thôi. Đấy, người thắng mà. Liên chưa, liên chưa? Để anh em chết, tiến lên rồi.